Đây, này mới bãi mình mua được con chip Gen này ha. Nè quân ý mình quay cho mọi người xem ha. Đó, con này mới mua qua đó, đưa cho anh bạn vệ sinh ha. Vô nhớt rồi. Hay dây thắng rồi ha. Này, không có làm gì luôn. Chip này còn khá đẹp luôn ha. Vệ sinh lại thôi. Đó. Ngay ngoại hình à, yên này của ý. Đó. Mua xe và tập thể dục ha. Vô tình thấy con này ưng ý ha. Lâu nè. Tham ha. Đó, cái này cốt nó dài. Xe bãi vậy là quá đẹp cho mọi người ha. Đó. Dàn XXL 370 nhưng mà mình cao 1m74, cốt yên này nó dài ha. Đó cái yên này. Mất một bên cao su này thôi ha. Còn khá đẹp luôn. Đó yên này. Hiệu này cố ý nha. Đó, dân Champagne SR ha. Đây, tay nắm ha. Nên trên xe bãi chạy chạy tí không đáng kể nha. Dàn ha. Cái này là bên nó bắt cái vỏ ha. À, Shimano nè. Tay thắng của nó là Tecro nè ha. Tay thắng Tecro ha. Cây thắng là Shingon nè, Shingon. Đó, vỏ nè ha, đó niềng ren luôn ha, đó còn gai nha mọi người ha, vỏ Michelin nè, Michelin ha, còn gai là vỏ còn khá đẹp luôn nha, đó. Niềng SR2 nè, ha, size này 70 nè, mình cao 1m74 nè, mình đi bánh này dốc 20 nè ha, đó. Xe này liên lạc luôn nha người ha. Đó, giờ bây giờ xin thôi. Shimano nè ha. Đó là cái này là gì? Shimano ha. Thầy thắng nữa nè. Vèo ha. Đó. Xe này hơi ưng ý ha. Đó, vệ sinh nè. Cái này là đu rắc gì đều rê ha. Đều rê ha. Đều rê ha. Cái này là máy liếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liếp ha. 3 clip trên ha. Đó này 3 clip ha. Shimano nè. Index vậy ha. Đó. À, cái này là cũng còn lại là thuộc khá ha. Đều rê là khá nha ha. 2 4 5 6 7 8 ha. 83 ha. Sườn là sườn Allium nè ha, nhôm 6061 ha. Đó, tuabin ha, này em này, MTB ha, đó gen nè. Đó, xe này là khá liên lạc ha. Đó, được cái yên của ý luôn. Cái này là gì của Welgo luôn ha. Đó, M21 luôn. Nói chung xe này là quá quá đẹp ha. Vệ sinh thôi. Liên lạc luôn rồi ha. Bánh từ bánh đến liền. Nó xe bãi gì nó quá quá ok. Rồi. Để mình đi ha, chứ nào. Xe bãi ha. Xe bãi vậy là quá đẹp nha mọi người. Liên lạc. Đi chán anh bán ha. Đó. Giới thiệu cho mọi người xem chơi thôi, đồ bãi ha. Đó. Đồ bãi này cũng có lì trì lại, có cái này về liên lạc. Đi nè.
được cái bữa nào kiếm cái giỏ nữa ha. Đó, để cái giỏ đây nè ha. Giỏ để trước nè. Bánh này còn gai là ok nè ha. Này là cái móc luôn nha. Đó. Này nhôm. Này nhôm. Cầm một tay mình nè ha. Đó, ha. Ok ha. Nên. 3 lít. Đều ra là cái ok rồi nha. Rồi. Đây. Giới thiệu cho mọi người xem cái xe bãi thôi ha. Đó, mua xe này giờ tập thể dục mà không biết tập được mấy bữa.